theo dõi chúng tôi đến cái phần chót này à, như thường lệ thì uh, hai cái tin chót thì chúng tôi dành để nói tới những cái vấn đề xã hội của thế giới chuyện uh, trước đây là cái bản tin là Nam Hàn đã ra luật cấm ăn thịt chó mà Anh Quốc thì ra luật cấm nuôi chó dữ vài ngày trước đây mình thấy là Quốc hội của Nam Hàn cô rốt cuộc cũng đã đưa ra dự định đưa ra một cái dự luật là sẽ cấm người dân Nam Hàn, toàn thể người dân Nam Hàn không được ăn thịt chó nữa và không được nuôi chó như là một gia súc, tức là để mổ và giết thịt đó. Và nếu như cái luật này nó được thông qua đó thì nó sẽ được bắt đầu vào đầu năm 2027, tức là 4 năm từ tới tới đây đó. Tại sao lại phải chậm trễ như vậy? là bởi vì quốc hội của Nam Hàn nói rằng là cần phải có một cái thời gian như vậy để cho những cái người dân Nam Hàn hiện nay đang kinh doanh đang có dính líu về cái vấn đề kinh doanh thịt chó và nuôi chó để cung cấp thịt phân phối thịt chó rồi mà nhà hàng thịt chó hay là giết mổ thịt chó đó, có đủ thời giờ để mà tìm cái cách chuyển nghề đi qua cái 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 lĩnh vực khác khi mà quốc hội dành cho một cái mình thấy dành một thời gian rất là lâu dài như thế thì mình hiển nhiên là mình thấy là cái chuyện mà ăn thịt chó hình như nó là một cái kinh doanh ra, ra tiền ra bạc ở bên Nam Hàn mà quả nhiên là như vậy chúng ta thấy hiện nay nếu mà theo thống kê đó thì có tới 1.600 cái nhà hàng lớn nhỏ chuyên kinh doanh về thịt chó không hồi xưa Việt Nam mình hình như gọi là những quán đó là những quán cày tơ đó và rồi thì sẽ có đã có một ngàn một trăm năm mươi cái nông trại đó chuyên môn là nuôi chó để mà cung cấp thịt chó cho cho toàn quốc bởi vậy mình mới thấy là cái cái truyền thống mà ăn thịt chó ở bên nam hàn nó có lâu đời và nó mạnh mẽ như thế nào họ cái truyền thống ăn thịt chó đến nỗi mà họ có một nguyên của một cái ngày mà gọi là ngày ăn thịt chó mà ngày đó là toàn đất nước là cứ sự gọi là ở đâu cũng thấy có bày ra nhậu và cái món thịt chó cái chuyện đó vì cái vấn đề gọi là gọi là ẩm thực truyền thống đó cho nên nhiều chục năm trước đây mình thấy là các quốc gia châu Âu nhất là Pháp là tấn công vào cái chuyện mà ăn thịt chó của người Nam Hàn dữ dội lắm nhưng mà không ăn thua gì cả, đâu cũng lại vào đấy. Nhiều cái bà mà gọi là đệ nhất phu nhân lên tiếng khuyên cái người dân Nam Hàn là, là nên bỏ bớt cái thói ăn thịt chó thì cũng đã lại bị tấn công tơi bời. Thế nhưng mà về sau này những cái thế hệ trẻ đó họ tiếp cận nhiều với thế giới, họ cũng học hỏi những cái chương trình gọi là nhân quyền của thế giới, những cái những cái phong trào đối xử với súc vật nó bình đẳng đó. thì bây giờ mới có cái cơ hội làm ra cái dự luật như thế thì chắc chắn là cái dự luật nó sẽ thông qua thế nhưng mà người ta tự hỏi với một cái truyền thống với một cái thói quen lâu đời như vậy đó bây giờ cấm kinh doanh cấm ở nhà hàng thịt chó thì, thì được rồi cấm nuôi chó như gia súc thì được rồi nhưng mà còn cái chuyện mà gia đình người ta lâu lâu lễ lại ăn thịt chó thì có cấm được hay không thì có lẽ là cái chuyện đó là phải nhờ con cháu ở trong gia đình Hình như giống như cái tình cảnh ở bên Việt Nam mình bây giờ đó cái Thế hệ trẻ này người ta không có chuộng cái món đó như à, cha ông ngày xưa nữa. Cái chuyện thứ hai nữa là cái chuyện xảy ra bên Anh Quốc Mới hai ngày trước đây Có một cái cậu bé đang là lang thang ở trên cái đường phố thành phố Black, Blackburn Bỗng nhiên một cái con chó mà người Anh gọi là con chó bu Con chó ách eo bu nó ở đâu nó chạy tới tấn công thực ra con ách eo bu này với lại con pit bu mà mình hay hay biết đó, nó là một chứ nếu mà nó là hai thì chắc có lẽ là nó là hai anh em sinh đôi chứ nó, cái bản chất và hung dữ và lì lợm của nó với hình dạng của nó tụi nó giống nhau y hệt thì con chó bu này nó tới nó tự nhiên nó tấn công không có lý do gì nó tấn công cậu bé đó cậu bé hoảng quá chạy lung tung mà may lúc đó có một cái người lớn ở đó người ta cũng cố gắng giúp cậu nhưng mà không thành công mình biết là con, mấy con chó đó giữ nó, nó, nó lì lợm rốt cuộc thì nó đè rồi cậu nó, nó cắn được thì may quá có những người lớn xung quanh đó, người ta thấy người ta chạy tới người ta tiếp cứu người thì đè cái con chó xuống người thì như banh cái mỏ nó ra để cứu cậu bé nhưng mà rồi thì cậu bé thương tích cũng khá là nặng nó phải vào bệnh viện mà, trị liệu mà. cái hình ảnh đó nó đưa ra đó nó có giá trị ở cái chỗ là nó củng cố cho cái luật một cái luật mới của Anh Quốc vừa mới ban hành của, của cái tháng trước đó là cấm nuôi cấm người dân Anh không được nuôi bốn cái loại chó dữ dội trong đó có con bù với con pitbull của mà mình mình biết đó. bởi vì sau một loạt những cái thương tích những cái thương vong của người dân chịu đó thì mình mới thấy là, là quốc hội anh tranh cãi kịch liệt lắm về vấn đề đó mới thông qua được một cái luật bởi vì cái luật này nó bị chống đối bởi vì có những người người ta yêu chó mình biết người tây phương người ta yêu chó dữ người ta biện luận rằng là chó chó mà nó hung dữ như vậy là tại người chứ đâu phải tại chó tại vì người không có chịu huấn luyện chó tại vì người đối xử chó với chó nó không có đúng nó không có gọi là giống như lạm dụng nó thành ra nó mới nó mới trở nên hung dữ như vậy thì à, rõ ràng là với một cái lập luận như vậy mình thấy là, à, người ta bên vực chó giữ giống như là à, người Mỹ người ta bên vực súng à, những người bên vực súng người ta cũng nói rằng là súng không có tội tội là tội người người sử dụng súng tầm bậy thì mới 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 có tội thế nhưng mà nếu mà súng để tự vệ đó thì chỉ một cái khẩu súng trường à súng nhỏ súng lục đó, thì thiệt hại nó không nhiều Đằng này tại sao tự vệ lại cho buôn bán cái súng mà súng tấn công súng liên thanh ghê gớm quá cho người dân để mà từ đó những cái cuộc thảm sát nó chết chóc rất là nhiều thì cũng giống như đối với trường hợp chó đó, cái chuyện mà mình yêu chó mình nuôi chó thì cũng không có gì là sai nhưng mà đừng nuôi chó giữ để nó lâu lâu bất ngờ nó, nó gây ra tai họa thì sao nuôi chó bình thường không được thì sao và cái hình ảnh và như chúng ta nói đó chó tấn công một cách vô tội vạ không có lý do như vậy đó. thì nó khiến cho những cái người mà à, binh vực chó giữ đó nó nó, nó bớt uh, binh vực đi và có và người ta nữ dân anh càng ngày càng ủng hộ cho cái cái luật mà cấm nuôi chó giữ thì uh, có cái câu chuyện là vì người hay là vì chó thì thì có một cái chuyện buồn cười như thế này uh, cái ông bố ông nói chuyện nói phơn vừa mới xong thì ông gọi cái thằng con nói con ơi mau coi như là xích con chó lại thì thằng con nó mới nói là ủa nhà sắp có khách tới nhà hả bố thì ông bố nói khách nào đâu mẹ mày sắp về thì đứa con nó ngạc nhiên lắm nó hỏi là mẹ về thì làm sao lại phải xích chó thì ông bố nói mẹ mày lần này đi sửa thẩm mỹ viện nhiều lắm cắt xén nhiều lắm không biết là chó nó có nhận ra hay không và cái bản tin cuối cùng đây thì chúng ta mới nói với một cái bản tin khá hi hữu là trong cái cuộc bầu thị trưởng phải nhờ tới thượng đế phân thắng bại. Cái câu chuyện hi hữu này nó xảy ra ở thành phố Monroe, một thành phố nhỏ chỉ có 35.000 dân ở bên uh, tiểu bang North Carolina. Ngày 7 tháng 11 vừa rồi thì uh, người uh, cư dân thành phố phải đi bầu thị trưởng mới. Thì hai ứng viên về đầu trong cái cuộc bầu cử đó thì lại có số phiếu y hệt nhau là 970 phiếu thì dĩ nhiên là thành phố phải tổ chức một cái cuộc đếm phiếu lại đếm phiếu xong thì vẫn cứ kết quả như vậy không có gì thay đổi cả vẫn cứ 970 phiếu thì đến đây thành phố có một cái luật gọi là ủy ban bầu cử sẽ phân thắng bại bằng một cái thể thức nào đó bất kỳ nhưng mà tự chọn thì cái bà chủ tịch của ủy ban bầu cử ban đầu bà dự định là bốc thăm à, rút thăm đó nhưng mà có một cái số thành viên nhiều thành viên họ đề nghị rằng là nên dùng cái đồng tiền đồng đồng xu đó coi như là lật ngửa để búng lên để mà phân xử bởi vì búng đồng xu như vậy thì nó mang hơi hướng thể thao này. Cái thứ hai nữa nó, nó được tổ chức minh bạch giữa một số đông cư dân, không có không có hề có một cái dấu vết nào gọi là thiên vị tỷ gọi là tì, gian lận gì cả và cái thứ ba nữa thì nó cũng mang cái hơi hướng của tâm linh là thượng đế trao quyền cho ai là là họ thượng đế quyết định thị trưởng cho mình thế thì ai cũng đồng ý cả thế thì hai ngày trước đây thành phố tập hợp lại và búng lên thì cái ông ứng cử viên có tên là Robert Bern ông thắng và cái ông ứng cử viên có tên là Bob sách thì thua mà trong khi ông bơn đó được uh, coi như là đang cử hành đó là cái cái, cái, cái nghi thức ăn mừng với lại cái, những người ủng hộ mình thì ông jana sách cũng cùng với những cái người ủng hộ mình cũng rất là vui vẻ ông nói rằng là ông tuyên bố rằng là ông không có thua cử mà ông phục tùng cái quyết định của thượng đế chỉ có thế thôi cả hai bên đều vui vẻ cả cái cuộc bầu cử này cho nó cho chúng ta nhớ lại chắc quý vị cũng như tôi nhớ lại cái cuộc bầu cử năm 2000 giữa ông George W. Bush tức là ông con với lại ông phó tổng thống đương kim năm đó là ông Al Gore đó coi như là cái cuộc bầu cử nó xiết sao đến cái độ mà cuối cùng rồi hai bên gần như là huề nhau chỉ còn trông nhờ vào cái kết quả đếm phiếu ở tiểu bang Florida thôi là để phân là sẽ có thắng bại mà cái kết quả năm đó ở Florida nó có như là nó bằng nhau theo từng giờ vậy để đến nỗi cuối cùng khi mà đếm hết 100% số phiếu rồi đó ông Bush ông chỉ thắng có 300 phiếu mà quý vị thấy không mà năm đó đó là Florida đi bầu gần 6 triệu cử tri 6 triệu cử tri mà tranh lệch có 300 phiếu là một cái điều mà ai cũng phải muốn đòi gọi là đếm lại thôi chứ nó ít quá có thể là sai sót là, là là có thể là đổi bại thành thắng được rồi đó thế thì đếm phiếu lại thì ông bút vẫn còn hơn lần này lơ hơn 560 phiếu bên kia người ta cũng không chịu bên ông go cũng không chịu nhưng mà rốt cuộc thì tối cao pháp viện phải nhảy vào tuyên bố là ông bút là cái chiến thắng là là tổng thống thì lúc đó mới mới mới, mới có kết quả và là, mà mình biết không ông George đất robot chỉ có 271 phiếu hơn cái ông Al Gore chỉ có một phiếu phiếu gọi là cử tri đoàn thôi đó. tức ông Al Gore được tới 270 ông Bush được 271 ghê gay go như vậy suýt đi nữa nếu mà hai ông lại bằng nhau nữa thì có lẽ là thượng đế phải nhảy vào can thiệp rồi thế thì có một câu chuyện là về <laughs> thượng đế can thiệp có hai vợ chồng mới cưới đó tuy là mới cưới mà cứ cãi nhau như bộ bò om sòm suốt ngày là thường xuyên thế thì một buổi chiều kia sau một cái bữa cãi lộn no nê rồi đó thì bà vợ bà chán quá rồi bà nói thôi chúng ta mạnh ai nấy đi chúng ta ly dị thôi ông chồng thì ông cũng hoảng hồn ông nói rằng thôi cho vợ chồng chúng ta một cái cơ hội đi thì bà vợ bà ngẫm nghĩ bà mới nói thôi được rồi bây giờ mình theo mình hỏi ý thượng đế xem như thế nào bà mới lấy ra một cái đồng xu Bà nói bây giờ em quăng cái đồng xu này mà anh mà đoán đúng đó Thì chúng ta tiếp tục ở lại với nhau Thì ông kia ông nghĩ rằng ô mình vậy thì mình đã có được 50-50 rồi 50% thắng rồi Thì cũng được ông đồng ý Bà vợ bà búng đồng xu lên bà chộp đấy bà đập bà giữ, giữ lại bà nói Bà bắt đầu bà mới hỏi là Bây giờ anh nói xem cái đồng xu này nó sản xuất năm nào Chơi cái gì mà nó ác dữ vậy mà mình thấy một điều là khi mà cái người đàn bà họ đã muốn ra đi đó thì thượng đế cũng không cản nổi chương trình tin tức của chúng tôi chấm dứt ở đây nguyễn khắc hẳn xin kính chào và hẹn gặp lại